Chào tất cả anh em, mời anh em cùng đi săn quái tử thần nha. Thì mình đang đi xe săn, xe V55 được 99 thành viên rồi. Ok, bắt đầu đi săn nha anh em. Trước tiên mình thì trong trong cái guild này á thì săn quái 3, quái 4, quái 5. Mình thì mình đánh quái 4. Thì hồi nãy mình cũng có kiểm tra rồi đó, thì chọn cái khu nào mà có nhiều con bốn cùng lúc á thì đỡ nó đỡ tốn cái tele mình, thì mình cũng có đánh dấu rồi. Cũng hơi xa một tí nhưng cũng đỡ anh em, tiết kiệm 1k rưỡi game. Sẽ sang cắn nghe TK vô nha anh em, cắn đam đánh quái vô cho tăng cái đam đánh quái lên nha anh em. Cắn đam nè, cắn tốc độ di chuyển nè, cắn 50% nè. Rồi bắt đầu đi săn thôi. Thì trước tiên đi săn á thì mình sẽ con này là thuộc cơ khí nè, thì nó có cái độ hình săn tốt nhất, thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Đây nha anh em, tướng tử thần số 4, quái 4, đồng đội tốt nè, mấy con này sẽ chiến tốt nhất, mình chọn con này nha. Ra trận nè. Ok. Bung. 1.99. 1.99 cái đam còn đâu nhiều rồi ta. Để mình test lại cái con khác coi. Mình nghĩ mình bỏ con này đi. Mình lấy con này test thử coi. Nhiều lúc nó trên game ghi vậy thôi chứ thực tế nó cũng không đúng lắm anh em. 2 chấm. 2 chấm cũng tựa thôi. Để mình đổi con này xem nào. Bỏ con này. Test thử nha, test để mình lấy con nào mạnh nhất á, mình chọn đội hình đó đó mình đi đánh nha anh em. Cũng vậy, cũng tự nhau. Ok, chắc mình chọn đội hình này mình đánh luôn. Mình đi xe xanh mình kiếm kiếm quà nha. Mình đang cần nâng cấp cái kinh này, nâng cấp lên cam rồi mới đánh mới ngon được. Mình đang đi kiếm thêm đồ và đặc biệt là kiếm thêm ngọc anh em. Mình thì hay mua là mình mua cái gói rương may mắn, là vừa lấy năng lượng vừa lấy sao để đi đánh kiếm đồ anh em. Năng lượng cũng còn khá khá đủ xài, cái này chắc mua thường xuyên á. Mình đánh mỗi lần với cái set đồ của mình á, mình đánh mỗi lần thì một con quay 4 thì tầm khoảng mất hết 150k năng lượng. Đánh 4 con mất của mình mất khoảng 600k năng lượng. Wow, quá trời nè. Hiếm. Mười lăm giờ. Spec. Chưa rớt đồ gì ngon. Tình yêu ai cũng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dừng người con gái em thương, lòng vẫn còn bao vấn vương. Mình đánh cái con tử thần này thì rơi khoảng 21 lượt xanh. 21 lượt xanh. Nhớ là 21 lượt xanh sao đi chỉ chậm vậy ta?
anh em đánh là nhớ cẩn thận lưu ý nha, thì tầm khoảng mà trên 30% á là anh em phải làm một hit cuối, chứ mà anh em để lâu lâu là dễ bị cướp lắm, chó rình cắn cướp lắm. Huyền thoại 124 hộp rồi nè, gồm hộp nạp và hộp hộp quái. Mở hộp nạp đi, số cũng được. Đam 5%. Đang có 687 cả game. 36. 36 mình đang đánh đam là 5. 5%. Đánh một cái là tầm 31, 31 sau đó mình đánh hit 7 cái 35. Tầm khoảng cái này là mình hit cây cú nha anh em. Để nó sẽ bị cướp. Thì cho đam 6 đi. Đam 6 đi 5 là 30, 30 hơi rủi ro là mình sẽ đi đi 6, đi 6. Hit một nhát cuối 6 là an toàn nhất. 6 39 5 6 44 chưa đủ. Đánh hit cuối nó phải dư hơn một đam cho nó chắc ăn nha anh em. Hit cuối 6 x 6. Đánh về mà an toàn được. Cướp. Đó, một hit là chết liền. Wow, 15 tiếng nhân 2 nè. Ta lay hai cái là tương đương với 3 cái game nè. Wow, cái này có 3 cái trời. Ủa nãy 6% mà. 6% dao động 5 sau này đánh 3 ok cũng được. Kệ cho chắc ăn. Đi thì mình lưu cái này nha. Mình lưu cái này là tí cái gì mình gửi là cho cái hội xanh nó báo nó biết mình đã hoàn thành xanh á. Mình phải lưu nó lại. Bốn con, hai con, 8 tiếng này. Đường này là mình chủ yếu mình kiếm gặp thôi. Mình thích nhất là cái xe xanh mà vừa tốt giấc đồ mà với lại rất ngọc á. Hoặc là phi nữ. Phi nữ nó thuộc dạng quá mất dân rồi. Đây còn lâu đài mới nhé. Nó update đi rồi rồi chứ. Nhiều update có mình mua không? Darkness is the one true justice. Vengeance for the fallen. Vengeance for the fallen. 36%. Cùng đi hết quãng đường dù người con gái anh thương. Đi xe này thì dao động khoảng 40 phút nha. Bắt đầu xem và lúc kết thúc đi. Mười lăm tiếng không rớt đổ. Cái game này xác suất rớt đồ rất là thấp nha anh em, tầm khoảng một lúc nằm dưới không phẩy mấy phần trăm, xác suất rớt đồ cực thấp.
darkness is the one true justice. Darkness is the one true justice. Tackler is on the job. Anh em đánh nếu cẩn thận là khoảng trên 30% là anh em phải làm một hit cuối liền. Làm xấu. Darkness is the one true justice. 6-5, 6.6 mà xuống đất cũng 5. Cái đam con này sao cũng nguy hiểm đó, nó dễ bị tuột đam rồi đó. 6 cái là 34. Đánh 7 thì dư. Đánh dư cái cho chắc đi. 6 hit luôn. Rất dễ bị chết quái nha nè. Trời ơi tuột đam. Chết mẹ rồi. Trời nhanh nhanh không bị cướp trời ơi. Ừ. Đặc biệt là người Việt Nam anh em nó canh cướp quái lắm nha nè. Ừ hai ta le nè. 8 tiếng. Mình đánh được hai con rồi là mình còn hai con nữa. Kiếm quay 4 nào. Ok, chuyển. Anh em đánh quá là đánh từng ít một nha anh em. Tại khi mình đánh nó tăng cái lực xanh liên tiếp này, nó sẽ tăng cho mình cái đam xanh quá luôn. Coi cái lúc này gì đó. Mình có hai con là mình còn hai con nữa. Con này mình đánh hơi bị rủi ro, bởi vì nó tuột đam anh em. Cái đam nó tuột thì lúc mình canh nó 5 lên 6 rồi lên 7, mình canh mình cầm dồn mình đánh dưới cuối. Thì mình bị tuột đam là nó sẽ dễ bị cướp quá lắm. Tốt nhất là mình đánh dư ít 1 đi, như nãy mình đánh ít 6 là mình đã canh nó dư một tí rồi. Nhưng mà vẫn bị tuột đam. Trăm sáu thắng, 800 game. Tin top spec ok. Quá ok rồi. Canh ngọt mở nha, 220. Cái này mình đi view xanh á, thì nó đang là cái vé hit của nó là nó có nhiều option xanh này. Một là 2 quái 5. Hai là 4 quái 4. Option thứ ba là 12 con quái 3. Ai muốn đánh gì đánh nha. Mình thì mình đánh quái 4. Bởi vì quái 5 chưa mở. Một tiết vi vu. Em đi chỉ mê ngọc thôi. Đặc biệt là đá quý. Đá quý tử thần. Đá quý tử thần thì nó tăng cho mình là 15% HP cung với lại 5% tốc độ di chuyển. Tackler is on the job. Chút này lên đọc hay gì ngon quá anh em nhỉ. Darkness is the one true justice. 100%. Mình đánh từ ít một thôi nha mình. Nó tăng cái đam lên. Cái này mình đang đi đánh là 5. 5.4. 5.4. Cái đam nó không có lên.
5 chấm, đây mình đang kiểm đam nha. Kiểm đam để mình làm cái cuối. 5 5 là 7 cái thì mình đánh được cái này. Sau đó mình đánh cái cuối là mình đánh được 7. Đánh được 7 là chắc ăn nhất. Được 7 là mình sẽ dư đi một ít nè, nhưng mà nó chắc ăn nhất anh em. Chạy được cướp quái anh em. Được 5. Tăng lên được 7 nha anh em. Được 7. Mình đánh như vậy là không sợ bị mất quái nha anh em. 15 tiếng, 8 tiếng nè. Rất là tốt. Mình còn một con nữa. Mình đi xây xăng này xong mình nghỉ thì mình về chỗ bang mình nè. Bang của mình là bang S. FF. Thì mình tới đó mình đánh con cuối là sẵn mình ở này luôn. Mình không xăng xong mình không có tele dỗ nữa. Mình sẽ kiếm một quái chỗ này cho nó gần bang luôn này. Đây, một con. Một con cuối rồi. Quái cuối của mình đủ 4 con. Tackler is on the job. À quên ta. Mình có cái con cộng sự nè, con cộng sự nan kiếm nè. Tăng 15 lượt xăng nè. Mình sẽ tăng đam lên 15 lượt nè anh em. Anh em nhìn vào nè. Giới hạn xăng liên tiếp 12 cái nè. Là cái đam của mình đang tăng lên là 157%. Mình sẽ đánh ít một và nó sẽ kêu sẽ rất là nhiều, nó 4x1 4,4% nè anh em. Cứ đầu tư lên cộng sự 4 anh em. Xin quái thì anh em sẽ bút cái con nanh kiếm lên, còn nanh kiếm nó sẽ tăng cho mình là cái tốc độ di chuyển xin quái này, mát của nó lý vô 10 là sẽ được 10% nè. Rồi nó khi đạt giai đoạn trưởng thành giai đoạn 3 đó nè, thì nó sẽ tặng cho mình cái cộng sự về cái tăng lực xăng này. Thì cấp độ 10 của nó là khoảng cấp độ 10 của nó là tăng cho mình 15 giới hạn lực xăng. Thì anh em chỉ cần đánh ít một hoặc gì đó thôi là anh em đã cộng thêm là 157% cái đam rồi. Mình sẽ giết quái rất là nhanh. Đó, mình đánh ít một này, mình đánh con này sẽ tiết kiệm năng lượng hơn. Những con kia là mình mất khoảng 150, thì con này mình đánh x1 á, những x đầu tiên á thì là 5 phẩy mấy, 8, 6 phẩy mấy rồi, thì nó sẽ giúp mình tiết kiệm được năng lượng hơn. Với là cái đam mà chém nó mạnh hơn á thì nó sẽ xác suất nó rớt đồ nó sẽ tốt hơn một tí, tốt một chút thôi, chứ còn mà về rớt đồ thì rất là khó. Trong lốt nó bay rớt đồ rất là khó, cực khó, ai mà được rớt đồ cực kỳ may mắn đó. 6% mình còn 45 chắc mình đánh 3x1 nữa. Anh em nhớ là cái lực xăng cục u, cái đam rất là nhảy nè. Đam con này cực nhảy nha. Cái này mình đánh 6,1% nè. Mình lên nhảy đam lên cái này lên tới 9,9%. Con này đánh rất là rủi ro. Mình dường như mình khó kiểm soát được cái kiêu cuối con này. Chứ mình đánh thêm một cái nữa mình sẽ đánh ít 7% thì mình có 27. Mình đánh 4 cái sẽ lên 28. Mình đánh thêm một cái đi cho nó chắc ăn rồi nè. 4 cái là 5x5 con này sẽ chết nè. Đánh về mới an toàn rồi nè. Rồi xong 4 con quái. Coi có rớt đồ gì không anh em. Xong nhiệm vụ xem quái 4 con xem rất là nhanh nha. Hít hợp 4 con quái mình lưu riêng cái gì mình chụp hình gửi video trong cái group xem để hoàn thành nhiệm vụ. 288 hít hộp nha anh em. Mình hít cái hộp hiếm trước nè. Mình đang tìm học nha. Ngọc và sọ nó nè. Đây xếp xanh của mình. Mình thì mình không chơi chân xanh, mình chơi chân cham luôn. Chân cham nó đi nhanh hơn. Mình thì mình đang cần cái này, mình đang có cái điện thoại lúc hết lên 8 cái. Thời gian là dài. Ok, hít hộp tên em ạ. Lý Ngọc nào, 400 game,
600 là một chai em rồi đó anh em. Ngọc sọ nghiền rũa nào, ai đánh quá hai gì trời. Ra trong game hồi nãy là mình có 618 mấy đúng không, 687 thì mình được 3k game rồi đó, đang là 690 rồi. Khi mở được cái điện thoại là điện thoại hoặc là sọ nghìn rủ điện thoại luôn, xác suất nó cũng rất là thấp nhưng mà cũng có may mắn. Rất là khó rớt đồ anh em, nhưng mà cũng đi tạo niềm tin anh em, biết đâu mình rớt được đồ sao. 8 tiếng này tăng tốc rất là nhiều luôn. Đánh đầu mai không thấy cái sọ cái ngạc nhiên luôn. Mình đi đánh là mình thấy cái con mà cái con quái gai á, con quái gai là nó rất là dễ rất ngọc nha. Mình hít hộp của cái con hít hộp của con quái gai với con rồng ngọc bích á thì nó rất là dễ rớt đồ, cái chung xác suất rớt ngọc của nó là cao. Mình hay đánh con đó là mình nhận được ngọc và hít hộp ngọc rất là nhiều. Như con quái gai á thì nó hay rớt ngọc. Ủa phần mềm gì đó trời, đang chơi game mà phần mềm hơn 300 hộp nhưng mình xóa đi, mình mở 8 bộ cũng mấy hộp lên đó. Mình đang có video lên điện thoại nha anh em này, mình coi thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ với mình nha. Hít hộp nào, mình thì mình hay đi xanh. Cái video gì rồi mình quay là nó bị đạt giới hạn anh em, nên nó thoát ra. Mình quay lại video 2 thì mình sẽ dùng phần mềm mình ghép hai video lại thành một, nó đạt dung lượng anh em. Mở hộp nào, tiếp tục chương trình mở hộp. Hồi lý tiếp hộp nào, 800 game. Con thử thần này như rất là khó lắc độ sao ta. Còn nghiền gỗ nhập đâu nào, còn 159 hộp. Cái nãy mình quay vào màn hình 23 phút thôi, thì đó hết 3 ghi 6, 3 đó của mình hết 3 ghi 6. Cái đầy dung lượng nó khó anh em. Hộp nào bà lý, ngọc nào bà lý, trời ơi tâm rồi mà không có gì đâu, còn được 120 hộp, 120 hộp, 34 và 35, 34, 35 gì đây, trời ơi quá trời. Mở với 3 rồi, bây giờ mình mở hộp 4, hộp 5 luôn nè. Hộp 4 trước đi, mở hết hộp 4 trước đi. 50 đã. Ngọc nào. Đấy, đấy.
xác suất rớt đồ rất là thấp nha, nhưng mà nó vẫn có rớt, vẫn có rớt nhưng mà rất là thấp, biết đâu mình được may mắn nha. May không được một viên ngọc hay một cái sọ màu trắng luôn trời. Nhìn đi. Không có gì đâu mà nè. Tình tốc cũng không luôn nè. Không có luôn trời. Mình có 101 cái xin qua đời cũng hết. Trời cho viên ngọc cái nào không? Cho không có gì luôn đó nè. Space cũng không nữa. Sọ cũng không có gì luôn đó. Ba đây nữa. Ây cha, trời ơi, ba đây nhân hai, ai cần cái này đâu trời, cho không có luôn, còn 37 hộp huyền thoại, bật lý, bật lý, tím hay bật luôn nào, rồi siêu không. RSS không? Ừ, một sào tím. Đụng máy một sào tím. À, trời ơi, phê quá, chụp tấm hình nào? Phê quá. Một sào tím nè. Thiên siêu nè. Rồi hết rồi, được một sáu tiếng này anh em. Ôi, quá phê. Cảm ơn em xin đi em nha. Chào anh em. Ôi, phê quá. Một sáu tiếng.